Chuyên gia từ bộ phận nghiên cứu của Vietbank SC vừa đưa ra lời khuyên nên đưa cổ phiếu của ngành nhựa vào danh mục đầu tư trong những năm tới đây. Nguyên nhân chủ yếu là do ngành nhựa Việt Nam đang liên tục duy trì đà tăng trưởng, đặc biệt là nhóm nhựa xây dựng đã tăng bình quân mỗi năm lên đến từ 15 đến 20%. Theo dữ liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, ngành nhựa được xếp vào nhóm ngành vật liệu và trong 9 tháng đầu năm nay, chỉ số nhóm ngành này đã tăng đến 45%. Hiện nay có 180 doanh nghiệp đang hoạt động trong hai mảng là ống nhựa xây dựng và nhựa vật liệu xây dựng. Trong đó, mảng ống nhựa xây dựng có doanh thu khoảng 12,3 ngàn tỷ đồng mỗi năm. Hai doanh nghiệp dẫn đầu là Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong và Nhựa Bình Minh. Còn đối với mảng nhựa vật liệu xây dựng, bao gồm nhựa Rofi, nhôm composite và tấm trần nẹp cửa, Nhựa Đông Á là doanh nghiệp nội đang chiếm thị phần lớn nhất với sản lượng tiêu thụ 35 ngàn tấn một năm. Ông Đặng Trần Hải Đăng, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Công ty Chứng khoán Vietinbank SC cho biết, hiện mảng nhựa xây dựng mặc dù chỉ chiếm tỷ trọng 1/5 doanh thu của ngành, tuy nhiên đang có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất với 15 đến 20% một năm. Cho rằng là các doanh nghiệp nhựa xây dựng mà ở đây chúng ta có thể thấy là ống nhựa và nhựa vật liệu xây dựng sẽ còn rất là nhiều cơ hội tăng trưởng trong năm nay và đặc biệt là trong năm 2017 khi mà tất cả các doanh nghiệp đều có những cái kế hoạch tăng trưởng về thị phần cũng như là thay đổi mới về các cái chủng loại sản phẩm. Theo tổng hợp từ Vietinbank SC, trong một năm trở lại đây, các cổ phiếu trong ngành nhựa xây dựng như BMB, NTP, DAG đã có diễn biến giá tốt hơn chỉ số VN Index nói chung. Chỉ số thị trường BE và BB của các cổ phiếu này cũng đang ở mức khá hấp dẫn, đặc biệt như cổ phiếu DAG, BE đang ở mức 12 lần. Năm 2015, doanh thu DAG gấp đôi 2011 với tốc độ tăng trưởng bình quân 17% mỗi năm và mục tiêu tăng 20% mỗi năm trong 5 năm tới. Thị trường cạnh tranh cũng rất là gay gắt bởi vì các yếu tố đơn cử như cái việc là nhu cầu thiết yếu rất là cao, đấy là cái nhu cầu. Vấn đề thứ hai là cái vấn đề về lợi nhuận nó cũng phần nào cũng tương đối tốt. Nên dẫn đến cái việc cạnh tranh gay gắt là đương nhiên. Hàng trong nước cũng như là hàng nhập khẩu. Cái ưu thế này sẽ dành về ai? Thì đương nhiên là trong cái cuộc cạnh tranh này thì mỗi một doanh nghiệp đều có một cái chiến lược kinh doanh. Chiến lược ở đây với kế hoạch ở đây được hiểu là cái gì? Cái sự khác biệt doanh nghiệp của mình so với các doanh nghiệp cạnh tranh cùng nghề của mình. Theo ông Phạm Văn Bắc, Phó Vụ trưởng Vụ Vật liệu Xây dựng, Bộ Xây dựng, hiện nhựa xây dựng trong nước chiếm khoảng 60% thị phần, còn lại 40% là nhập khẩu, chủ yếu từ Trung Quốc. Với cái tốc độ tăng trưởng của các cái ngành, ví dụ như là ngành vật liệu xây dựng, thì hầu hết là tăng trưởng từ 10 cho đến 15% so với lại cái năm 2015. Và tôi nghĩ rằng là cái trong năm 2017 so với năm 2016 thì cái việc phát triển của ngành kinh tế nó sẽ là với cái đà tăng trưởng nó cũng sẽ tăng lên. Nhu cầu từ lĩnh vực xây dựng cơ bản và bất động sản tăng trở lại trong những năm gần đây cũng đang kích thích cuộc chạy đua giữa các nhà sản xuất nhựa phục vụ trong lĩnh vực thi công và xây dựng. Trong đó mới đây nhất, Nhựa Đông Á tiên phong đầu tư hẳn một trung tâm nghiên cứu trị giá 2 triệu đô la.